Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định 124 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại. Tại khoản 3 điều 28 nêu về tổ chức đối thoại thì có ghi rõ việc đối thoại thì phải lập thành biên bản và phải ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại. Thế và phải ghi rõ người dự, người vắng mặt. Trường hợp người khiếu nại không tham gia đối thoại thì phải ghi rõ lý do là có lý do hay không có lý do. Thế chính vì vậy, căn cứ vào đây, chúng ta thấy rằng chúng ta có tổ chức đối thoại chứ không phải không tổ chức đối thoại. Mà mời người khiếu nại đến thì họ không đến thì chúng ta cũng sẽ lập thành một cái biên bản và ghi rõ là người khiếu nại không tham gia đối thoại. Còn họ có lý do hay không có lý do thì chúng ta phải ghi rõ.